Như Yên không thể thắng tôi. Muôn đời như đêm dài. Liễu Như Yên nhắc nhở bạn, đừng nhìn khi ngồi xổm, dễ tê chân, đừng nghe trước khi ngủ, dễ buồn lòng. Năm nghèo nhất của Liễu Như Yên, tôi đề nghị chia tay với cô ta, sau đó cô ta thành công dùng mọi thủ đoạn cưới tôi, mọi người đều nói tôi là chồng yêu nhất của cô ta. Nhưng mỗi đêm cô ta đưa về nhà những người đàn ông khác nhau, biến tôi thành trò cười trong giới. Nhưng tôi không to tiếng, thậm chí tôi tận tình ở trong phòng sách, không bao giờ quấy rầy việc vui của cô ta. Ăn cô ta tức giận, hung hăng hỏi tôi cậu không ghen à. Nhưng cô ta không biết, tôi bị bệnh. Trong từng ngày cô ta điên cuồng trả thù tôi lặng lẽ đếm ngược số ngày tôi còn sống. Năm thứ 3 kết hôn với Liễu Như Yên, cô ta nuôi một sinh viên đại học trẻ tuấn tú. Cậu trai tên Hứa Thanh Niên, trông rất lịch lãm. Liễu Như Yên nuôi cậu ta hơn nửa năm. Ngoài tôi ra, Hứa Thanh Niên là người ở lại lâu nhất. Bạn trai khuyên tôi đừng ghen. Họ đều nói, Liễu Như Yên dường như thực sự yêu Hứa Thanh Niên. Nhớ lần đầu gặp Hứa Thanh Niên là ngày sinh nhật tôi. Từ sáng sớm tôi đã chảy máu cam, đi khám bệnh. Bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống đến xuân năm sau. Tôi gật đầu nhẹ nhàng, nói không sao. Tôi không sợ chết, nhưng hơi sợ đau. Nghe nói có một loại thuốc rất đắt, có thể giúp tôi sống thoải mái hơn. Nhưng tôi không có tiền. Tôi chỉ có thể đến công ty của Liễu Như Yên tìm cô ta. Đúng lúc gặp Hứa Thanh Niên cũng ở đó. Cậu ta mới tốt nghiệp làm trợ lý cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đang họp, tôi ngồi ngoài chờ. Cậu ta là chồng của tổng giám đốc. Cậu ta xấu quá, các cô nói tôi giống cậu ta. Giống chỗ nào chứ, tôi đẹp trai hơn cậu ta nhiều. Đó là vì cậu ta không trang điểm. Nếu cậu ta chỉnh trang, 10 người như cậu cộng lại cũng không bằng. Đừng có lợi dụng sự sủng ái của sếp mà đi khiêu khích cậu ta. Cậu không biết sếp yêu cậu ta nhiều thế nào. Nếu làm cậu ta không vui, coi chừng sếp giết cậu đấy. Thôi đi. Tổng giám đốc thật không thể để cậu chờ lâu thế này. Thật kỳ lạ, trước đây mỗi lần tôi đến tìm tổng giám đốc, dù cậu ta bận đến mấy cũng sẽ ra đón tôi trước. Cậu ta nói tôi là người quan trọng nhất. Tôi tưởng cậu ta cũng tận tình với những người đàn ông khác như vậy. Ha 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 ha. Cậu quan trọng thế à? Tại sao Liễu Như Yên lại để cậu làm người thứ ba không ra gì? Cậu nên khuyên cô ta sớm ly hôn với tôi, rồi cưới cậu. Người không được yêu mới là người thứ ba. Cậu mới là kẻ thừa thãi. Cậu chỉ cậy có gặp Như Yên trước tôi vài năm thôi. Nhưng bây giờ cậu già nua xấu xí. Cậu dùng cái gì để ta cu với tôi? Đồng nghiệp của cậu ta sợ cậu ta làm tôi tức giận, vội vàng kéo cậu ta ra ngoài. Thực ra tôi không sao cả, tôi đã tự nhủ từ lâu rồi. Sẽ không tức giận vì Liễu Như Yên, cũng sẽ không buồn vì cô ta, càng không ghen tức khi cô ta với người đàn ông khác. Cô ta không xứng đáng. Nghe tiếng ồn, Liễu Như Yên đi ra khỏi phòng họp. Ai đánh cậu ta vậy? Là tôi làm, cậu ta cũng đáng đời. Đúng là tôi đáng đời. Ai bảo tôi yêu người không nên yêu? Bị mắng là người thứ ba, là nhân tình của Như Yên. Miễn là em cũng yêu tôi sẽ ở bên em cả đời. Không ai có thể chia cắt chúng ta. Cậu ta giả vờ yếu đuối, thậm chí còn yếu hơn cả tôi đang bệnh. Thậm chí nói ra những lời điên rồ, trông cũng rất bất lực. Liễu Như Yên bị cậu ta làm cười, đừng giận nữa nhé. Liễu Như Yên đối xử với cậu ta thật khác biệt. Tôi cụp mắt xuống, lười nhìn nữa, chỉ nói nhẹ nhàng với Liễu Như Yên, năm nay sinh nhật, tôi muốn 2 triệu. Nghe thật buồn cười, chúng ta là vợ chồng, nhưng không có cách liên lạc với nhau. Ngoài đòi tiền, tôi không bao giờ chủ động tìm cô ta. Liễu Như Yên luôn ghét tôi là người đàn ông tham tiền. Nhưng trước đây, chỉ cần tôi nói ra bao nhiêu tiền, cô ta cũng sẽ cho tôi, không ít không nhiều. Chỉ có lần này cô ta cười nhìn tôi, muốn tiền thì được, nhưng hãy thẳng thắn, xin hãy cúi đầu cao quý của cậu, nói lời xin lỗi với Thanh Niên. Liễu Như Yên muốn dùng 2 triệu mua lại lòng tự trọng của tôi, để xin lỗi Hứa Thanh Niên. Đây là lần đầu tiên cô ta vì người đàn ông khác mà lấy tiền nhục mạ tôi. Tôi từ từ nắm chặt nắm đấm, cười nhẹ, kiềm chế cơn đau bất ngờ trào lên, quay lưng bước đi. Tôi không cần tiền nữa. Tôi bỗng rất tò mò, Liễu Như Yên, nếu một ngày nào đó cô biết những đồng tiền đó có thể giúp tôi sống lâu hơn, cô có biết trước khi chết tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ không? Cô sẽ có biểu hiện gì? Tôi một mình về nhà, quằn quại đau đớn trong chăn, đau đến mồ hôi lạnh toát ra, uống thuốc ngủ. Tôi tự dối mình ngủ thì sẽ không đau nữa. Mơ màng, tôi nằm mơ. Mơ về năm tôi 20 tuổi. Liễu Như Yên rất nghèo, nhưng cô ta rất yêu tôi. Năm đó sinh nhật tôi, đi ngang qua một quán cà phê, thấy một đôi tình nhân ngồi trước cửa sổ. Cô gái cầm một chiếc bánh nhỏ trắng muốt, trông rất tinh tế, rất ngon và cũng rất đắt. Tôi nhớ hôm đó trời đang tuyết rơi, tôi ôm một ít tuyết, cười với Liễu Như Yên. Như Yên, đống tuyết này có giống bánh không? Liễu Như Yên nghiến răng, quay đầu đi, không để tôi nhìn thấy mắt cô ta đỏ hoe. 3 ngày sau, cô ta ôm một chiếc bánh lớn, xuất hiện dưới tòa nhà ký túc xá của tôi, mua một chiếc bánh nguyên vẹn tốn 258 nhân dân tệ. Trong khi cô ta đứng trên đường gió tuyết, phát xong 3.000 tờ rơi, cũng chỉ kiếm được 100 nhân dân tệ.
Tôi nhìn thấy những vết đóng băng trên ngón tay cô ta. Khóc một cách vô dụng. Liễu Như Yên, bàn tay em có thể dùng để học hành, có thể dùng để viết lách, nhưng không nên vì làm vui lòng tôi mà làm hỏng nó. Tôi không xứng đáng với chiếc bánh đắt tiền này. Bạch Ngân, cậu là cậu bé tốt nhất thế giới. Cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Ngày hôm đó tôi khóc và ăn hết cả chiếc bánh. Sau rất lâu, tôi đã quên mất hương vị của nó. Chỉ biết từ ngày đó, tôi dường như không ăn được chiếc bánh nào ngon hơn nó nữa. Tôi ngủ rất lâu. Mơ màng, tôi nghe thấy điện thoại đổ chuông. Andy, Yên Yên, trời đang tuyết rồi. Tôi muốn ăn bánh. Không đợi cô ta nói hết, tôi lại ngủ thiếp đi. Ngủ cho đến nửa đêm. Tôi thức dậy vì đói, đi ra phòng khách tìm đồ ăn, mới phát hiện Liễu Như Yên đã về nhà. Tôi không thèm để ý cô ta, đi ngang qua cô ta. Cô ta giữ tôi lại. Bạch à, sao về đi nhiều vậy? Tôi ngỡ ngàng, giật mạnh tay cô ta ra. Liễu Như Yên, cô điên rồi à? Khi tôi đi đến bàn ăn, thấy trên bàn có một chiếc bánh với nhiều nến. Lúc đó tôi mới biết cuộc gọi kia không phải là mơ. Tôi nói muốn ăn bánh. Liễu Như Yên đã mua về. Đây là một sự hòa giải gì vậy? Nhưng tôi sắp chết rồi. Tôi đã không cần một chiếc bánh nữa, cũng không cần Liễu Như Yên nữa. Tôi cầm chiếc bánh ném vào thùng rác. Ô, Bạch, cậu đang chơi xỏ tớ à? Ha ha ha. Liễu Như Yên, tôi chơi xỏ cô. Sao nào, tôi nói muốn ăn bánh, cậu đi mua bánh. Cậu vẫn hèn mạt như trước. Tôi cố tình đâm nhọn vào trái tim cậu ta. Nhìn thấy sắc mặt Liễu Như Yên tối sầm lại, cậu ta lôi tôi vào phòng ngủ, quăng tôi lên giường, rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ tôi. Cơn đau từ bệnh tật cộng với vết cắn khiến tôi choáng váng. Bạch, cậu làm nũng với tớ có chết không? Cậu có biết không, tôi đã chờ đợi cậu đến an ủi tôi bao nhiêu năm rồi. Cậu có biết khi cậu nói muốn ăn bánh, tôi vui mừng thế nào không? Rồi cậu lại đùa giỡn với tôi. Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố nén nước mắt, trừng mắt nhìn lại. Trong căn phòng tối tăm, không ai nói gì cả. Không ai muốn nhận thua trước. Liễu Như Yên cúi người xuống, lại gần tôi hơn, gần như sắp hôn lên môi tôi. Thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Hứa Thanh Niên gọi tới. Liễu Như Yên dừng lại, nhưng vẫn nghe máy. Như Yên, cậu thực sự vì Bạch mà bỏ tôi à? Cậu rõ ràng là thích tôi mà. Bây giờ tôi đang ở quán ba, uống rất nhiều rượu. Cậu nhanh đến đón tôi về nhà nhé. Liễu Như Yên không nói gì, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Lạnh lùng nói, Bạch, cậu quỳ xuống van xin tôi. Van xin tôi ở lại. Chỉ cần cậu van xin tôi sẽ không đi đâu cả. Dường như cậu ta quên rồi. Rất lâu trước đây, tôi cũng từng buông xuống tự trọng van xin cậu ta. Liễu Như Yên, chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh một lần không? Chúng ta có thể không cãi nhau được không? Chúng ta có thể ở bên nhau tốt đẹp không? Ngày hôm đó, Liễu Như Yên nhìn tôi lạnh lùng, cười nói thẳng thừng, cậu không xứng đáng. Ba chữ đó cứ đâm vào tim tôi. Cho đến tận bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể trả đũa. Liễu Như Yên, cậu không xứng đáng. Ha 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 thanh niên, đợi tớ đón cậu về nhà. Nói xong cậu ta không nhìn tôi thêm lần nào nữa, quay lưng đi mạnh. Ngày hôm sau, ảnh Liễu Như Yên vì Hứa Thanh Niên mà đánh nhau với những người đàn ông khác đã lan truyền trong giới. Đây là lần đầu tiên chuyện cậu ta với đàn ông khác gây chú ý. Có mấy phóng viên cậu ở cửa nhà. Khi tôi ra ngoài, họ vây quanh hỏi đủ thứ. Công ty của Liễu Như Yên phát triển nhanh những năm gần đây, và cậu ta rất có uy tín trong giới kinh doanh. Không chỉ trẻ đẹp, mà còn thường xuyên lên hot search. Ông Trì, xin hỏi về chuyện của Liễu Như Yên và Hứa Thanh Niên. Ông có gì muốn nói không? Một người là phụ nữ ngoại tình trong hôn nhân, một người là nhân tình biết rõ sự thật. Các người muốn nghe tôi nói gì? Nhưng tôi nghe nói, năm xưa khi Liễu Như Yên nghèo nhất, vì tiền ông đã bỏ cô ta, tôi giật lấy thẻ nhà báo của cô gái. Cô ta là nhà báo thực tập, có lẽ là bạn của Hứa Thanh Niên. Năm xưa Liễu Như Yên vì cưới tôi đã không từ thủ đoạn nào. Cậu nghĩ tôi rất muốn cưới cô ta à? Nếu ông thực sự không muốn cưới cô ta, thì khi cô ta yêu người khác, tại sao ông không ly hôn với cô ta? Tôi cười nhẹ, định nói gì đó thì bỗng chảy máu cam, trông rất bẩn thỉu. Ông chỉ miệng nói không quan tâm, nhưng sao lại chảy máu cam vậy? Có vẻ rất tức giận. Đã chảy máu cam rồi, tôi không tức giận. Tôi đang bệnh, sắp chết rồi. Mọi người im lặng bỗng nhiên. Không ai cười nữa. Chỉ có cô gái đó tiếp tục nói giả vờ gì. Chị chảy máu cam mũi rồi giả vờ bệnh, giả vờ thảm thương. Tôi thực sự ghét loại đàn ông như cậu. Vì tranh giành phụ nữ mà suốt ngày muốn chết muốn sống, dùng đủ mọi thủ đoạn không biết xấu hổ. Thật là mất mặt đàn ông. Nói xong cô ta liếc mắt bỏ đi. Tôi bị phóng viên vây quanh. Video phỏng vấn nhanh chóng lên hot search. Liễu Như Yên trực tiếp trả lời sẽ không bao giờ ly hôn. Đừng quấy rầy chồng tôi nữa. Chiều hôm đó, cô bạn phóng viên của Hứa Thanh Liên đã bị sa thải. Nhiều người lên mạng chửi tôi thật kinh tởm. Không muốn cưới thì đừng cưới, làm ra vẻ như bị ép buộc cưới vậy.
giả vờ không tự chủ được. Con nói là người tình của Liễu Tổng. Tôi thấy chỉ là một kẻ đạo đức giả. Tôi không dám xem tiếp những lời chửi rủa. Bỗng có một người lên tiếng. Các người hãy nói năng lịch sự. Không biết sự thật thì im đi. Mọi người bắt đầu hỏi sự thật là gì. Chuyện này nghe thì hơi tầm thường. Năm đó mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ nói. Loại bệnh này có khả năng di truyền rất cao. Không chỉ bạn mà bất cứ lúc nào cũng có thể mắc bệnh. Nếu bạn kết hôn sinh con, thì con bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Ngày mẹ tôi phát bệnh, bà chảy rất nhiều máu cam, mất máu không nhiều, nhưng ngất đi 3 ngày. Khi tỉnh lại, bà bảo tôi chia tay với Liễu Như Yên. Tôi nhìn bà chân chối. Mẹ, mẹ sẽ không ghét cô ấy đâu. Dường như lời nói cho mẹ nghe, cũng là cho chính tôi nghe. Mẹ biết cô ấy là một đứa trẻ tốt. Hai đứa đã yêu nhau từ cấp 3. Cô ấy đạp xe đến đầu ngõ đón cậu mỗi sáng. Cậu tưởng mẹ không biết à? Có lần tôi thấy cô ấy mua một cái bánh nhân thịt làm bữa sáng cho cậu. Cô ấy chỉ có 12 nhân dân tệ trong túi. Một cái bánh nhân thịt 10 nhân dân tệ. Còn lại 2 nhân dân tệ mua 2 ly sữa đậu nành. Một ly cho cô ấy, một ly cho cậu. Lúc đó cậu ham ăn lại thiếu suy nghĩ. Cô ấy nói dối cậu là đã ăn rồi. Cậu cũng tin. Lúc đó Như Yên thật đáng thương. Bố mẹ ly hôn. Không ai muốn cô ấy, chỉ được cho một ít tiền sinh hoạt hàng tháng. Sống như một đứa trẻ mồ côi. 12 nhân dân tệ có thể là tiền sinh hoạt cả ngày của cô ấy. Cô ấy không hề do dự mà chi tiêu hết cho cậu. Lúc đó tôi nghĩ con trai mình thật may mắn. Đã tìm được một cô gái tốt như vậy. Cô ấy học giỏi, người cũng tốt, mọi thứ đều rất tốt. Chính vì cô ấy quá tốt, nên mẹ mới thương cô ấy. Năm đó bà ngoại của Liễu Như Yên cũng nhập viện. Cô ấy lớn lên cùng bà ngoại, rất thân thiết. Để chữa bệnh cho bà, cô ấy phải làm việc cực nhọc. Mẹ tôi nói đôi cánh của Liễu Như Yên quá mỏng manh. Cánh vác cả bà ngoại lẫn tôi thì không thể bay cao được. Tôi siết chặt nắm tay. Sau một lúc lâu, giọng run run gọi một tiếng mẹ. Con không thể bỏ cô ấy. Chỉ một câu không thể bỏ, nước mắt tuôn rơi. Tôi mua vài của vài mẹ thích ăn, chuẩn bị đến nghĩa trang gặp lần cuối. Tôi sắp chết rồi, muốn nói với mẹ lần cuối. Sau này con sẽ không đến nữa. Trước khi đi tôi phải ghé công ty của Liễu Như Yên, lấy một thứ của cô ta. Khi mẹ tôi còn sống, bà rất thích Liễu Như Yên. Năm đó cậu ta chưa bệnh, tôi và Liễu Như Yên vẫn yêu nhau. Mẹ tôi đi chùa cầu nguyện, xin hai con tỳ hưu. Một con gái, trong đó có mạng sống của Liễu Như Yên. Một con trai, trong đó có mạng sống của tôi. Để bình an, khỏe mạnh. Để những người yêu nhau được ở bên nhau mãi. Mẹ bảo tôi đưa tỳ hưu cho Liễu Như Yên. Tỳ hưu này là mẹ bảo tôi đưa cho cô. Mỗi người một con. Con gái này cho cậu. Ồ, tôi muốn con trai này. Nó giống cậu. Xấu xí dễ thương. Nhìn nó tôi như nhìn thấy. Cậu, tôi thích nhìn thấy cậu. Con tỳ hưu đó cho đến nay vẫn để trong văn phòng của Liễu Như Yên. Tôi sợ khi tôi chết, Liễu Như Yên sẽ vứt nó đi như rác. Đó là của mẹ mua cho tôi phải lấy về. Khi tôi đến công ty, Liễu Như Yên đang xem video của tôi sáng nay. Thấy tôi cậu ta vứt điện thoại sang một bên. Không nói gì, cũng không hỏi gì. Tôi nhìn thấy trên bàn làm việc của cậu ta, chỗ trước đây để tỳ hưu. Giờ trống không, tỳ hưu đâu rồi? Hứa thanh niên bước vào, nghe tôi hỏi đồ vật. Cười hi hi nói, mấy hôm trước tôi bị thương tay. Như Yên rất lo lắng. Cô ấy nói không nỡ để tôi bị thương nên đã tặng con tỳ hưu đó cho tôi. Cô ấy bảo con tỳ hưu rất giống tôi. Mố tô nhưng cậu rất thích bạch bạch cầu. Cô ta còn nói dối không? Tôi đẹp trai thế này, làm sao giống con búp bê xấu xí đó được? Tôi bất giác siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên. Bằng cái tư cách gì mà đưa đồ của tôi cho người khác? Đó là của mẹ tôi xin cho tôi. Bằng cái tư cách gì mà đưa cho người khác? Con tỳ hưu đó là của cậu mà. Xin lỗi tôi quên mất. Tôi tưởng đó là thứ không đáng giá. Không đợi cậu ta nói hết, tôi bước tới, tát cậu ta một cái. Cậu điên à? Vì một con búp bê rẻ tiền mà đánh người. Cậu ta quay lưng bỏ đi, rồi nhanh chóng quay lại, tay cầm con tỳ hưu của tôi. Con tỳ hưu bằng sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tôi nhìn thấy tên và ngày sinh của mình vỡ ra thành mảnh, cũng như cuộc đời tôi vậy, có lẽ không thể sửa chữa được nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi thực sự sắp chết rồi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi chưa gặp mẹ tôi. Tôi sợ bà không gặp được tôi, sẽ cứ đợi mãi tôi. Đầu tôi hù đi. Tôi giơ tay tát Hứa Thanh Liên. Đó là đồ của mẹ tôi. Tôi rất đau lòng. Tôi sẽ đau lòng. Lời chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi. Tôi giơ tay muốn đánh Hứa Thanh Liên, nhưng bị Liễu Như Yên giữ lại. Mắt tôi nóng gian, nhìn chằm chằm vào cô ta. Khóc rồi bỗng cười. Cậu biết tôi sắp chết rồi mà vẫn bắt nạt tôi. Liễu Như Yên,
cậu thật vô dụng. Cậu ta giơ tay lau nước mắt cho tôi, hỏi ngược lại, trước là bánh kem, rồi nói sắp chết thẳng thừng. Cậu đang chơi xỏ tôi à? Cậu không cần khóc cho tôi xem, tôi cũng sẽ không thương hại cậu nữa đâu. Lời cậu ta chưa dứt, một giọt máu cam rơi xuống, rơi trên cánh tay cậu ta. Tôi lại chảy máu cam, lần này nghiêm trọng hơn trước. Chân tay tôi bủn rủn, đau đớn khắp người không đứng vững được. Tôi ngã xuống. Liễu Như Yên đỡ lấy tôi, hét lớn gọi xe cứu thương. Nhanh gọi xe cứu thương. Cậu ta bất lực, chỉ biết nhìn máu tôi chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của cậu ta. Tôi ngất đi, chỉ nghe thấy tiếng Liễu Như Yên khóc, hỏi đi hỏi lại câu tại sao. Tại sao máu không ngừng chảy? Đừng chảy máu nữa. Bạch à, xin anh đừng dọa tôi nữa. Ban đầu anh ấy có thể sống đến xuân năm sau, hoặc lâu hơn một chút. Không chữa trị nữa, bây giờ bệnh tình của anh ấy đã mất kiểm soát, không cần thiết phải điều trị thêm nữa. Vậy ông muốn nói chồng tôi sắp chết? Không đợi bác sĩ nói, cô ta bỗng nâng cao giọng, mắng hung hăng, tôi muốn chồng tôi sống. Ông có thể chữa thì chữa, không chữa được thì cút đi đồ vô dụng. Ngày hôm đó Liễu Như Yên suýt phá tan phòng bệnh. Cậu ta tìm đủ các chuyên gia, cậu ta nói bao nhiêu tiền cũng được, miễn là để tôi sống. Nhưng bệnh hiểm nghèo thì không phải có tiền là chữa được. Liễu Như Yên cố chấp, không nghe lời ai. Bạch đừng sợ, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu. Bọn thầy thuốc vô dụng này không chữa được cậu, tôi sẽ đưa cậu đi nước ngoài chữa trị. Cậu ta có tiền có quyền, gây rối trong bệnh viện cũng không ai dám ngăn cản. Cho đến khi bạn thân nhất của tôi là Lâm Thập Tam, bạn tôi Lâm Thập Tam mang di chúc của tôi đến. Rất lâu trước đây, tôi đã lập di chúc công chính, giao mọi thứ của tôi cho cậu ấy. Tôi quyết định nếu có một ngày tôi nằm trên giường không cử động được, không ăn không uống được, thì đừng cố gắng nữa, hãy để tôi ra đi, cậu ấy biết tôi sợ đau nhất. Lâm Thập Tam vung tay tát Liễu Như Yên, chỉ mũi mắng, mày muốn chết sớm thì đi chết đi. Giờ mới hù dạ, Liễu cô chủ ơi, đã muộn rồi, cậu ấy sắp chết rồi, đừng mơ đưa cậu ấy đi đâu. Cậu ấy ở đâu thì tôi ở đó. Liễu Như Yên nhìn di chúc trong tay Thập Tam trố mắt ra. Sau một lúc lâu, tôi mới nghe thấy cậu ta nói khẽ giọng nghẹn ngào, Lâm Thập Tam, để tôi đưa cậu ấy đi, tôi xin cậu đấy, cậu tin tôi, cậu ấy có thể sống, cậu ấy có thể mà, cậu ấy sẽ không chết đâu. Nếu cậu ấy chết thì tôi biết làm sao. Thập Tam nhìn cậu ta bình tĩnh, mắng lạnh lùng, đàn bà lạnh lùng vô tình như mày, mất ai cũng sống tốt cả. Đừng có giả vờ sâu sắc ở đây, buồn nôn cả mình lẫn người khác. Cậu ta đẩy Liễu Như Yên ra, đến bên giường nhìn tôi. Vừa mở miệng nước mắt đã rơi, cậu ta hỏi tôi, thực sự không muốn sống nữa à? Cậu ta khóc buồn tôi cũng buồn theo, muốn giơ tay lau nước mắt cho cậu ta, bảo cậu ta đừng buồn vì tôi. Tôi chỉ ngủ một giấc rất dài thôi, ngủ rồi sẽ không đau nữa. Cậu tỉnh lại một lần nữa nhé. Là cậu nói đấy, phải tạm biệt cho tử tế, ra đi mới không hối tiếc. Cậu chưa tạm biệt mẹ, chưa tạm biệt tôi, làm sao cậu bỏ được? Nước mắt tôi cũng rơi theo cậu ta. Máy đo nhịp tim bỗng kêu lên, bác sĩ vội bảo Thập Tam nói thêm với tôi. Cậu ta nói tôi có dấu hiệu tỉnh lại. Ngày hôm đó, Thập Tam ngồi bên giường tôi, không uống nước, cứ nói chuyện với tôi, lúc khóc lúc cười, khá đáng sợ. Ban đầu tôi định chết luôn cũng được, nhưng cậu ta khóc lóc, tôi không tỉnh lại an ủi cậu ta thì thấy không đúng. Tôi cố gắng chiến đấu với cơ thể đã hoàn toàn hỏng của mình. Cho đến nửa đêm cuối cùng tôi mở mắt. Tôi tỉnh lại hơn nửa tháng. Thập Tam cậu giữ tôi không rời nửa bước. Cậu ta chăm sóc tôi đến mức cuồng si, đút cho tôi ăn, đưa tôi đi vệ sinh, xin nữa còn cởi quần áo giúp tôi. Tôi lo lắng trong lòng, muốn nhanh chóng bình phục. Nếu cứ thế này, Lâm Thập Tam sẽ trở thành biến thái mất. Lúc cậu ta không có phòng, tôi cố xuống giường, nhưng vô tình ngã xuống đất, mặt bê bết máu. Liễu Như Yên thấy vậy, chạy lại ôm tôi vào lòng. Cậu ta lầm bầm mắng tôi, chỉ đi làm việc nhẹ thôi, Lâm Thập Tam đi đâu rồi, thật vô dụng. Tôi đẩy cậu ta ra không được, nhíu mày cắt ngang lời cậu ta, đừng nói xấu Thập Tam trước mặt tôi, tôi không muốn nghe. Cậu ấy có cuộc sống riêng, có gia đình, có công việc, không như tôi cả ngày rảnh rỗi kiếm chuyện, chỉ gây rắc rối cho cậu ấy. Liễu Như Yên im lặng, không nói gì nữa, nhìn vết bầm trên mặt tôi, mắt cậu ta hoe đỏ, giả vờ bình tĩnh hỏi tôi, tại sao không nói sớm là cậu bị bệnh, miệng cậu để làm gì, cậu có thể khỏi bệnh mà. Cậu có biết không, tại sao tự cố gắng đến nỗi này? Tôi bình tĩnh nói, vì tôi không cần cậu, tôi không cần sự quan tâm của cậu, cũng không cần cậu ở bên cạnh.
nên việc tôi bị bệnh hay không, đối với tôi không quan trọng. Thực ra, tôi không hề cố ý giấu liệu khám sức khỏe của tôi để trên bàn. Ở vị trí cúi đầu có thể nhìn thấy, nhưng cậu ta chưa nhìn lần nào. Trong những ngày tôi dần gầy đi, Hứa Khánh Nhiên xuất hiện bên cạnh cậu ta. Cậu ta trẻ hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, được lòng người hơn tôi. Vì cậu ta mà Liễu Như Yên bắt đầu đêm nào cũng không về nhà, nên cậu ta không thấy vô số lần tôi ngã quỵ xuống đất, đau đớn muốn chết, vì sợ hãi, khóc lóc, gọi điện van nài bác sĩ cứu tôi trong tình trạng thảm hại. Liễu Như Yên đỡ tôi lên giường. Khi cậu ta cúi xuống, một giọt nước mắt rơi lên mặt tôi. Cậu ta quay mặt đi, mỉa mai tôi. Thật giỏi, cậu thật giỏi. Muốn bỏ tôi thì bỏ đi, muốn tôi đi thì đi đi. Tôi biết cậu không cần tôi, không cần thì thôi. Sau một lúc lâu, cậu ta nói tiếp giọng nghẹn ngào. Nhưng tôi cần cậu. Tôi không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tôi tự làm mình bị thương nặng, nhưng không thể qua mắt Lâm Thập Tam. Cậu ta rất tức giận. Hai ngày sau đó, bất kể tôi làm gì, đều bị cậu ta mắng một trận. Tôi bị cậu ta mắng khóc, hét lại cậu ta, đàn ông mà hay mắng người quá. Chỉ bắt nạt tôi, hãy đưa tôi đi gặp mẹ đi. Tôi chắc chắn không thể mắng lại bà ấy. Lâm Thập Tam im lặng một lúc lâu, rồi nói, cậu ta an ủi tôi, khi nào cậu khỏe hẳn, tôi sẽ đưa cậu đi gặp mẹ nhé. Tôi biết cậu ta nói dối, tôi cũng biết mình không thể khỏi, nhưng tôi không muốn làm cậu ta lo lắng, nên cười gật đầu, nói được. Tôi cố gắng phục hồi hơn nữa, chích thuốc đến tay mềm nhũn, đau đến đâu cũng không kêu ca. Liễu Như Yên đứng bên cạnh xem, nghiến răng đi ra ngoài. Đêm tôi nghe thấy cậu ta cãi nhau với Lâm Thập Tam. Bạch muốn đi gặp mẹ, cậu không hiểu à? Để cậu ta đi một lần thì sao? Tôi lén lau nước mắt, ghét bản thân đang sống mà trở thành gánh nặng, khiến Lâm Thập Tam khó xử. Tôi không đòi đi gặp mẹ nữa. Tinh thần cũng dần suy sụp. Tôi bắt đầu ngủ nhiều, thời gian tỉnh ngày càng ít. Tôi nghĩ đã đến lúc phải tạm biệt Lâm Thập Tam rồi. Hoặc giả đó là lúc bệnh tạm thời khá hơn. Những ngày tiếp theo, cơ thể tôi đau hơn, nhưng tinh thần lại tốt hơn. Có lẽ là nghe nói tôi hồi phục khá tốt. Huấn Thanh Niên không thể ngồi yên, cậu ta tranh thủ lúc Liễu Như Yên không có mặt, đến bệnh viện tìm tôi. Thập Tam một khi gặp cậu ta liền mắng, Huấn Thanh Niên lại trái với thường lệ. Cậu ta đột nhiên quỳ bên giường tôi, khóc lóc van xin tôi, cậu chỉ bạch, Như Yên mang thai đứa con của tôi. Cậu gần như chết rồi, tôi van cậu làm một việc tốt trả lại. Đứa con của tôi. Cô ấy mang thai được 3 tháng, tôi cũng bệnh 3 tháng. Hóa ra Liễu Như Yên miệng nói cần tôi, nhưng quay lưng lại ôm ấp người đàn ông khác say đắm. Cũng chẳng cần tôi, một người đàn ông sắp chết làm gì. Cậu ta chỉ lừa tôi thôi. Liễu Như Yên trở về thấy Huấn Thanh Niên, cậu ta nghiến răng tức giận muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Huấn Thanh Niên hung hăng mắng tôi, nói không hề nói, nếu mi dám đến quấy rầy chồng tớ nữa, tao sẽ giết mi đấy. Biểu hiện của Huấn Thanh Niên thay đổi, định nói gì đó, Liễu Như Yên kéo cậu ta đi. Cậu ta bảo tôi đợi cậu ta quay lại. Nghe cậu ta giải thích, ai mà đợi cậu ta chứ, tôi hoàn toàn không quan tâm. Thập Tam cúi đầu nhìn tôi, khẽ hỏi chỉ bạch, không sao chứ, có chỗ nào khó chịu không? Ôm ngực, giả vờ rất buồn bã và làm nũng với cậu ấy. Lòng rất đau phải đi dạo mới khỏe. Cậu ấy bị tôi làm cho phì cười, nhưng cũng thấy tình trạng của tôi gần đây không tốt, đồng ý đưa tôi đi dạo một lần. Chúng tôi đến trường cũ của mình trước, nơi đây có những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Trước đây mỗi khi buồn, tôi thường một mình đến đây ngắm hoàng hôn. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Sau đó tôi đưa Thập Tam đến trung tâm thương mại, mua rất nhiều đồ ăn ngon. Chúng tôi đều mệt vì đi dạo. Thập Tam vui vẻ nói với tôi, bây giờ sức khỏe của cậu ngày càng tốt hơn, mùa xuân tới tôi sẽ cưới vợ rồi, lúc đó cậu sẽ làm phù rể cho tôi nhé. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy, tôi không nỡ nói sự thật. Tôi cười cay đắng và nói được, lúc đó nhất định sẽ đến. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Thập Tam, tôi an tâm rồi. Tôi nói với Thập Tam, tôi muốn đi vệ sinh, để cậu ấy tự mình vui vẻ ở đó. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau ở ngực, rời khỏi trung tâm thương mại, đi taxi đến nghĩa trang thăm mẹ. Thập Tam hãy tha lỗi cho tôi, không thể đến đám cưới của cậu được nữa rồi. Lần này phải nói lời tạm biệt thật rồi, không đùa nữa đâu, đừng khóc nhé. Tôi đã chết nửa năm sau tai nạn xe rồi. Với tư cách là vợ, Liễu Như Yên vẫn nghĩ tôi đang làm càn nữa, đợi tôi về nhận lỗi với cô ấy. Cho đến một ngày nọ, cô ấy đột nhiên không tìm thấy một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đó là bạn thân từ thuở nhỏ tặng cô ấy. Vì nó hỏng rồi, nên cô ấy nhờ tôi mang đi sửa. Cô ấy gọi điện tra hỏi tôi, chị Bạch, mi còn làm càn không đủ chưa? Nếu không chịu nổi nữa thì có thể đi ly hôn. Làm ra vẻ như thế này cho ai xem? Chiếc đồng hồ tôi nhờ mi sửa, mi để đâu rồi? Mi có giấu nó đâu không? Bao nhiêu năm rồi, mi vẫn không thể bỏ được sự ghen tị với thanh niên. Tôi đã chết trong tai nạn xe. Ngày đó tôi cãi nhau với Liễu Như Yên, chỉ vì ngày đó tôi ký được hợp đồng đầu tiên trong đời, muốn cùng cậu ấy ăn mừng.
nhưng cậu ấy phải đi chúc mừng sinh nhật huấn thanh niên. Tôi không cho cậu ấy đi, nhưng cậu ấy nói chỉ bạch. Đừng làm cản nữa. Bao nhiêu năm nay tôi phải ở bên huấn thanh niên. Đã sớm ở bên cậu ta rồi, đến lượt cậu cưới tôi làm gì? Tôi giận dữ đập phá mọi thứ trong nhà. Phát tiết tất cả sự bất bình trong những năm qua. Cậu ấy không chịu nổi, tát tôi một cái. Chỉ bạch, trong những năm qua tôi đã cho mày mặt mũi phải không? Mà mày vẫn không biết xấu hổ. Lúc đó tôi đột nhiên chán nản. Tôi quay lưng bỏ đi. Chỉ bạch, nếu hôm nay mày bước ra khỏi cửa nhà này thì đừng bao giờ quay lại nữa. Cậu ta đe dọa tôi phía sau, như lời cậu ta muốn. Tôi thực sự không thể quay lại nữa. Khi tôi ra ngoài thì gặp tai nạn xe nghiêm trọng, chết tại chỗ. Chị tôi đến lo liệu tang lễ cho tôi. Có lẽ là quá kỳ lạ, chị ấy không nói với Liễu Như Yên về cái chết của tôi. Và sau khi tôi chết, linh hồn tôi lại một cách nào đó vẫn theo bên cạnh Liễu Như Yên. Có lẽ là do ân oán. Tôi nhìn thấy ngày đó cô ấy vẫn đi chúc mừng sinh nhật huấn thanh niên, nhìn thấy trong nửa năm qua cô ấy vẫn chuẩn bị quà cho cậu ta, nhìn thấy chỉ cần huấn thanh niên gọi điện cô ấy lập tức chạy đến gặp cậu ta. Đôi khi huấn thanh niên tốt bụng hỏi chị Bạch vẫn chưa về à, có phải vì tôi không khiến hai vợ chồng các người không hòa thuận? Nếu thật là vì tôi sẽ gọi điện xin lỗi chị Bạch. Không liên quan gì đến cậu đâu, cậu ta tự ích kỷ thôi. Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Đừng quan tâm đến cậu ta nữa, xem cậu ta còn kiên trì bao lâu. Tình cảm 7 năm, cuối cùng tôi cũng không để lại được gì cho Liễu Như Yên. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, tôi không nên xuất hiện trong thế giới của họ. Có hay không tôi, cô ấy vẫn sống bình thường. Tôi chỉ là gánh nặng và vật cản trở của cô ấy. Khi tôi nghĩ cuộc sống của Liễu Như Yên sẽ mãi vô tư như thế. Cho đến ngày đó, huấn thanh niên đột nhiên hỏi về chiếc đồng hồ cậu ta tặng cô ấy. Cô ấy mới chợt nhớ ra tôi, rồi rất bực bội gọi điện cho tôi. Chị Bạch, mi còn làm càn không đủ chưa? Nếu không chịu nổi nữa thì có thể đi ly hôn. Làm ra vẻ như thế này cho ai xem? Chiếc đồng hồ tôi nhờ mi sửa, mi để đâu rồi? Mi có giấu nó đâu không? Bao nhiêu năm rồi, mi vẫn không thể bỏ được sự ghen tị với thanh niên. Cuộc gọi đó là chị tôi nhận. Bên kia im lặng một lúc, có lẽ thực sự bị tức giận rồi, tạm thời không nói được lời nào. Cầm đi rồi à? Liễu Như Yên hỏi một cách hung hăng. Chết rồi, chị tôi khó khăn lắm mới nói được hai từ lạnh lùng. Mày đang nói cái quái gì vậy? Để chị Bạch nghe mày đi. Tôi nói chị Bạch đã chết rồi. Chị tôi từng tiếng một nói chúc mừng mày. Liễu Như Yên sẽ không ghen với huấn thanh niên nữa đâu. Lúc này, trên gương mặt Liễu Như Yên có chút biểu cảm nhỏ. Đáy mắt cô ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Ngay sau đó cô ta rất khinh miệt nói. Chị Bạch lại đang làm trò gì vậy? Làm sao cậu ta nghĩ cậu ta chết rồi thì tôi sẽ hối hận. Bảo với cậu ta, hoặc là tự ngoan ngoãn quay về, hoặc là thật sự chết ở ngoài đó. Cậu ta đã chết rồi, tôi nói. Chị Bạch đã chết rồi. Chị tôi đột nhiên sụp đổ. Chị hét lớn với Liễu Như Yên. Cậu ấy cũng không cần mày hối hận, vì mày quá tàn nhẫn. Đủ rồi chị Vinh, tôi không muốn nói nhảm với chị. Và chuyện của tôi với chị Bạch không cần chị xen vào. Đưa máy cho chị Bạch đi. Chị tôi trực tiếp cúp máy của Liễu Như Yên. Tôi nhìn thấy Liễu Như Yên tức giận đỏ bừng mặt. Những năm qua, cô ta chưa từng thất bại trong chuyện của tôi. Cuối cùng trong những lần cãi vã, tôi luôn là người nhân nhượng. Cô ta đè nén cơn giận, rồi lại gọi điện cho tôi, nói. Hỏi chị Bạch xem, chiếc đồng hồ tôi đưa cậu ta sửa trước đây, bây giờ ở đâu? Tôi cần gấp, không biết, chị tôi lạnh lùng nói. Tôi bảo mày hỏi thẳng chị Bạch đi. Liễu Như Yên, mày thật đáng bị sét đánh, chị tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Chị ấy rõ ràng biết mọi chuyện giữa tôi và Liễu Như Yên, nên biết tôi đã tốt với Liễu Như Yên như thế nào. Lúc này, những hành động của Liễu Như Yên mới khiến chị ấy căm ghét tới cực điểm như vậy. Mày đã quá đáng rồi. Mày chỉ nhớ chiếc đồng hồ huấn thanh niên tặng cho mày thôi à? Đối với mày, một chiếc đồng hồ còn quan trọng hơn cả mạng sống của chị Bạch. Dường như giọng chị tôi mang theo nỗi buồn. Chị ấy đang khóc thầm cho tôi. Liễu Như Yên chưa kịp mở miệng, chị tôi lại tức giận nói. Chị Bạch thực sự đã chết rồi, tin hay không tùy mày. Tôi cũng sẽ không nghe điện thoại của mày nữa. Mày sẽ làm ông nhiễm con đường luân hồi của chị Bạch. Tôi đã chết nửa năm sau tai nạn xe rồi. Với tư cách là vợ, Liễu Như Yên vẫn nghĩ tôi đang làm càn nữa. Vẫn đi chơi nối cùng bạn thân của chồng. Cùng ăn uống vui chơi. Ăn chưa đi, tôi phải vội về công ty làm việc. Vậy thì không ăn cùng nhau nữa, tôi ăn một mình thì không ngon miệng. Cô đi ăn cùng tôi nhé. Tôi hứa sau khi ăn sẽ đưa cô đến công ty. Tuyệt đối không làm trễ công việc của cô. Cuối cùng Liễu Như Yên cũng không từ chối được hứa thanh niên. Đồng ý với hứa thanh niên, anh ta lộ vẻ mặt hài lòng. Phải thừa nhận rằng, trước mặt Liễu Như Yên, hứa thanh niên thực sự có lý do để đến nhà hàng mà hứa thanh niên thích. Liễu Như Yên xoa xoa bụng mình. Hứa thanh niên cũng chú ý đến điều đó, liền hỏi han quan tâm, có chuyện gì vậy? Liễu Như Yên gật đầu, đau bụng. Rồi mở túi sách của mình, mới phát hiện thuốc dạ dày đã hết. Liễu Như Yên có thói quen bị bệnh dạ dày, cứ vài ngày tôi lại chuẩn bị thuốc dạ dày cho cô ấy và để trong túi sách. Theo lý thuyết thì cô ấy không nên hết thuốc dạ dày. Nghĩ kỹ lại thì nửa năm qua tôi không có mặt, không ai nhắc cô ấy ăn uống,
cũng không ai mang đồ ăn đến cho cô ấy. Cô ấy thường xuyên không ăn đúng giờ. Bệnh dạ dày tái phát liên tục cũng là đáng đời. Tôi xoa bụng giúp cô nhé. Hứa Thanh Niên chủ động đến gần Liễu Như Yên, đặt tay lên vùng bụng của cô. Xoa xoa là khỏi ngay mà. Liễu Như Yên ngẩn ra một lúc, rồi đẩy ra Hứa Thanh Niên. Không cần đâu, chắc là đói bụng thôi. Ăn xong là khỏi. Vậy thì chúng ta đi ăn đi. Mặt Liễu Như Yên đau bụng đã tái nhợt. Sau khi Hứa Thanh Niên gọi món, cũng không nhận ra sắc mặt của Liễu Như Yên không ổn, vẫn nói chuyện cười đùa với cô ấy. Như Yên à, anh gọi món thịt luộc ăn kèm, món yêu thích của em đấy. Lát nữa em phải ăn nhiều vào nhé. Nhìn sắc mặt của Liễu Như Yên, cuối cùng tôi cũng thay đổi ý định. Người đau bụng làm sao có thể ăn món cay nóng như vậy được? Hứa Thanh Niên thực sự chẳng hề chú ý đến tình trạng sức khỏe của Liễu Như Yên. Ngày xưa tôi rất thích ăn cay, nhưng vì giúp Liễu Như Yên dưỡng dạ, tôi đã cố gắng ăn đồ ăn nhạt suốt một năm trời. Tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chỉ có người được yêu thương mới có thể tự tin vô tư. Còn tôi trong những năm qua chỉ đang tự hành hạ mình mà thôi. Đồ ăn được dọn ra. Liễu Như Yên không ăn nhiều. Hứa Thanh Niên vẫn còn bối rối. Yên à, em không thích món anh gọi à? Sao em ăn ít vậy? Em đau dạ dày mà. Không thể ăn cay được. Em không biết phải làm sao nữa. Xin lỗi em, Yên à. Hứa Thanh Niên liền xin lỗi, cả người tỏ vẻ tự trách cực độ. Liễu Như Yên không chịu nổi khi thấy Hứa Thanh Niên buồn. Lúc này dù đau bụng thế nào, cô cũng phải ăn hết món thịt luộc mà Hứa Thanh Niên đã gọi cho cô. Nhưng cuối cùng Liễu Như Yên chỉ nói nhẹ nhàng. Không sao đâu, bây giờ dù ăn gì tôi cũng không có cảm giác ngon miệng. Anh ăn từ từ đi, tôi về công ty trước nhé. Hứa Thanh Niên vẫn chưa kịp phản ứng, Liễu Như Yên đã ra về. Cô ấy không về công ty, mà trực tiếp về nhà thôi. Phu nhân, cô về rồi à? Cô đã ăn chưa chưa? Không ăn nữa, sao lại không ăn? Ông chủ nói cô bị bệnh dạ dày, không ăn sẽ đau bụng. Cô ngô quan tâm hỏi, tôi nấu cháo cho cô nhé. Dù không ngon miệng thì ăn chút cháo cũng được. Liễu Như Yên ngừng lại một lúc, cuối cùng không từ chối. Nửa giờ sau, cô Ngũ mang cháo vừa nấu xong đến trước mặt Liễu Như Yên. Trong khoảng thời gian đó, Liễu Như Yên ngồi trên ghế sofa, liên tục lật sách, có vẻ tâm trí không tập trung. Phu nhân, cẩn thận nóng nhé. Mê mơn, Liễu Như Yên đáp lại một tiếng, rồi cầm muỗng lên, từ từ ăn một muỗng. Phu nhân, vị sao rồi? Liễu Như Yên liếm môi, lạnh lùng nói, giống như vị cháo mà chị Bạch nấu vậy. Là ông chủ dạy tôi đấy. Ông ấy bảo rằng nếu có chuyện gì đó không có nhà thì bảo tôi nấu cháo cho phu nhân, nên ông ấy đã dạy tôi cách làm. Ông chủ nói rằng phu nhân, cô bị bệnh dạ dày nên phải nấu cháo đặc sệt, mềm dẻo một chút. Ông chủ còn nói phu nhân khó tính, không thích ăn rau, nhưng thích ăn súp lơ xanh, nên mỗi lần nấu cháo rau củ đều dùng súp lơ xanh thay thế. Ông chủ thực sự rất quan tâm đến phu nhân, luôn nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của phu nhân. Tôi đã nói quá nhiều rồi, tôi không thể nghe thêm nữa. Không phải nói cô Ngũ nói dối, mà bởi vì tất cả đều là sự thật, nên mới khiến tôi cảm thấy tất cả đều là nỗi nhục nhã. Tình cảm tốt đẹp dành cho Liễu Như Yên là điều đáng hối tiếc nhất trong đời tôi. Phu nhân, hãy để ông chủ về nhà đi. Ông chủ thực sự là người yêu thương phu nhân nhất, đối xử tốt với phu nhân nhất trên đời này. Cô Ngũ không nhịn được nói. Liễu Như Yên ngừng lại một lúc, tưởng rằng cô ấy sẽ từ chối thẳng thừng như trước đây, nhưng lúc đó cô lại im lặng. Sau khi ăn xong bát cháo, Liễu Như Yên trở về phòng, nằm lên giường, nhìn sắc mặt của cô ấy, vùng bụng đã dịu đi nhiều. Điện thoại của cô liên tục đổ chuông tin nhắn. Là Hứa Thanh Niên nhắn tới. Xin lỗi em, Yên à. Anh không tốt, không để ý đến tình trạng sức khỏe của em. Em có khỏe hơn chưa? Hay đi bệnh viện nhé, anh sẽ đi cùng em. Em Yên à, anh không biết em bị bệnh dạ dày cả. Trước đây em không có bệnh đó. Anh luôn nghĩ chị Bạch sẽ chăm sóc em rất tốt. Em có giận anh không Tiên à? Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Sau khi đọc xong tin nhắn, Liễu Như Yên bỗng dưng xuống giường, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn vẻ lo lắng của cô ấy, tôi không nhịn được cười. Tôi đã tự lừa dối bản thân như thế nào, cho rằng Liễu Như Yên chỉ đơn thuần quan tâm đến Hứa Thanh Niên như một người bạn. Bởi vì Hứa Thanh Niên không có bạn bè, cha mẹ cũng lạnh nhạt với anh ta, Liễu Như Yên chỉ đơn thuần thương hại anh ta mà thôi. Nhìn lại bây giờ, chính mình thật là đáng cười. Tôi nhìn thấy cô ấy lái xe một cách cuồng loạn để đi tìm Hứa Thanh Niên. Khi yêu một người, làm sao có thể khiến người đó buồn lòng được chứ? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Liễu Như Yên sẽ an ủi Hứa Thanh Niên như thế nào khi gặp anh ta. Nếu tình cảm đúng lúc, hai người có thể thực sự ở bên nhau. Tôi nhìn thấy Liễu Như Yên dừng xe, chạy vào thang máy, bấm số tầng. Cô ấy đi đến cửa, gõ cửa mạnh. Cửa mở ra. Lúc đó tôi giật mình kinh ngạc, bởi người mở cửa là chị gái tôi, Thạch Nhu. Và cũng vào lúc đó, tôi mới nhận ra rằng đây không phải nhà của Hứa Thanh Niên, mà là nhà chị tôi. Ngay khi nhìn thấy Liễu Như Yên, chị tôi không nói thêm lời nào, định đóng cửa lại. Liễu Như Yên nhanh tay giữ chặt cánh cửa, bàn tay bị kẹt vào cửa. Liễu Như Yên cố gắng chịu đựng cơn đau, chị tôi cũng kiềm chế lại, lạnh lùng hỏi, cô tới đây làm gì? Ở đây không đón chào cô đâu, tôi tới tìm chị Bạch. Vì đau, Liễu Như Yên, giọng nói hơi khàn khàn. Khi tôi còn sống, Liễu Như Yên đã làm tổn thương tôi nhiều cách, nhưng sau khi tôi chết, cô ấy lại quỳ trước mộ tôi sám hối. Cô nói Hứa Thanh Niên bán nhà bán xe để bù đắp khoản lỗ cho cô. Chị tôi xác nhận lại. Vậy tại sao tôi không nên đối xử tốt với anh ấy? Anh ấy thậm chí còn mâu thuẫn với gia đình vì giúp tôi. Liễu Như Yên phẫn nộ nói.
Với ân tình như vậy, tôi không nên đền đáp sao? Chị Bạch luôn không hiểu tôi, luôn làm lớn chuyện. Ha ha ha, Hứa thanh niên đã nói với cô như vậy à? Nói rằng vì cô mà anh ta phải xa lánh người thân. Liễu Như Yên cũng nhận ra sự mỉa mai của chị tôi. Cô không cần diễn tả như vậy. Trên đời này không chỉ có mình chị Bạch là người tốt. Tại sao cô phải khinh thường người khác như vậy? Tôi khinh thường Hứa thanh niên à? Tôi chỉ khinh thường loại đàn ông lăng nhăng như anh ta thôi. Nhưng so ra, tôi còn khinh thường cô hơn. Chị tôi nói một cách cay nghiệt, không nói những chuyện khác. Những việc Hứa thanh niên đã làm cho cô, cô có nói với chị Bạch chưa? Chị Bạch có biết cô đối xử tốt với Hứa thanh niên là để đền ơn không? Liễu Như Yên im lặng. Cô ấy thực sự chưa từng nói với tôi. Tôi cũng không biết. Nếu nói rõ sớm hơn, tôi đã biết rồi. Tôi tưởng 150 triệu đó là Hứa thanh niên cho. Hoặc có lẽ cũng không quá quan trọng. Liễu Như Yên chỉ đang tự tìm một lý do hợp lý cho mình để đối xử tốt với Hứa thanh niên mà thôi. Không có 150 triệu đó, vẫn có thể có nhiều quà tặng khác. Chị Bạch có phải là con giun sán trong bụng cô không? Anh ta có thể biết cô đang nghĩ gì à? Anh ta chỉ nhìn thấy vợ mình tận tâm tận lực đối xử tốt với đàn ông khác mà thôi. Chị tôi gầm lên giận dữ, thậm chí anh ta còn ghen tị. Vợ anh ta vẫn đang khiển trách anh ta không thông cảm. Tôi đã nói với anh ấy rằng giữa chúng tôi không có gì cả. Liễu Như Yên không thể phản bác. Trên đời có rất nhiều người ngoại tình, mỗi người đều nói mình không có ngoại tình. Nhưng cuối cùng thì chị Bạch vẫn tin cô. Anh ấy luôn luôn tin cô. Anh ấy tin tôi, nên mới không to tiếng với tôi như vậy. Nếu anh ấy không tin cô, tại sao không ly hôn cô? Tại sao lại phải cố gắng ở bên cô như vậy? Thậm chí để người khác không nghĩ anh ta đang ăn bám. Anh ta đã chọn rời khỏi tập đoàn Liễu mà hai người đã gây dựng nên, để tự mình khởi nghiệp. Liễu Như Yên nhìn chị tôi, có lẽ bị cảm xúc quá mạnh của chị tôi làm choáng váng. Cô có biết năm đó vì đồng hành cùng cô khởi nghiệp, sức khỏe của chị Bạch đã bị tổn hại nghiêm trọng đến mức nào không? Chỉ mình cô bị bệnh dạ dày à? Chị Bạch cũng bị, thậm chí nghiêm trọng gấp 100 lần cô. Khi cô đau bụng, có thể anh ấy đã bị xuất huyết dạ dày hoặc thủng dạ dày rồi. Bác sĩ nói khả năng chị Bạch bị ung thư dạ dày gấp 10 lần người bình thường. Liễu Như Yên cắn môi, bỗng im lặng. Đúng vậy, ban đầu để anh ấy uống ít rượu hơn, tôi đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Sau đó, để chăm sóc sức khỏe cho anh ấy, tôi cũng hoàn toàn không quan tâm đến bản thân, dẫn đến sức khỏe ngày càng tồi tệ, ngày càng tồi tệ hơn. Thôi được rồi, nói với người như cô thì cũng vô ích thôi. Chị tôi đột nhiên không muốn nói nữa, sợ nói thêm chính mình sẽ không chịu nổi. Bây giờ chị Bạch đã ra đi rồi, cô hãy sống tốt với người đàn ông đã giúp đỡ cô, Hứa thanh niên đi. Hãy cho tôi một cơ hội. Liễu Như Yên đột ngột giữ chặt chị tôi, ánh mắt thành khẩn. Chị tôi do dự một lúc, tôi nhìn ra được rằng chị hoàn toàn không muốn đối thoại với Liễu Như Yên, nhưng cuối cùng lại đột nhiên đồng ý. Cô đợi tôi một lát nhé. Chị tôi quay vào nhà. Chị Bạch không có ở trong đó sao? Chị tôi không trả lời cô ấy, đi thẳng vào thang máy. Liễu Như Yên vẫn đi theo sau chị tôi. Chị tôi dừng xe ở ngoài ông. Liễu Như Yên tức giận bước xuống xe. Cha hỏi chị tôi, chị đưa tôi đến đây làm gì? Cho dù tôi thực sự có làm điều gì không đúng với chị Bạch, thì cũng không phải để chị đùa giỡn với tôi như vậy. Chị tôi khó có thể trả lời. Chị quay lưng đi thẳng vào một con đường nhỏ. Tôi biết đây là nơi chị tôi trốn cất tôi. Cha mẹ tôi cũng ở đây. Tôi nhìn thấy Liễu Như Yên tức giận đi theo sau chị tôi. Tôi nghĩ với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ quay lưng bỏ đi. Chị tôi dừng chân trước một ngôi mộ. May mắn có một lần Tết, Liễu Như Yên bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi cùng tôi đến viếng mộ cha mẹ, nên cô ấy hẳn nhớ nơi này. Chị đưa tôi đến nghĩa trang của cha mẹ chị làm gì? Liễu Như Yên chưa kịp nói hết câu, bởi vì cô ấy nhìn thấy bia mộ của tôi. Trên bia mộ ghi tên tôi và có một bức ảnh đen trắng của tôi lúc còn sống. Cô ấy như bỗng nhiên bị đóng băng, nhìn chăm chú vào bia mộ của tôi như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cô ấy liên tục xác nhận liệu trên bia mộ có phải là tôi hay không, liệu tôi có thực sự đã chết hay không. Tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy đỏ lên một cách bất ngờ, đỏ đến đáng sợ. Tôi rất lạnh lùng, chị tôi cũng rất lạnh lùng. Nước mắt cá sấu không đáng để thương hại. Tôi không tin. Liễu Như Yên khẳng định, đây là chị Bạch cố ý lừa tôi phải không? Các người cố ý dùng cách này để trả thù tôi đúng không? Làm sao một người bình thường lại có thể tự nhận mình đã chết được? Ai lại tự nguyền rủa bản thân mình như vậy? Chị Bạch là người như thế nào, cô vẫn chưa hiểu sao? Từ nhỏ anh ấy đã sợ làm phiền người khác, anh ấy có thể đùa ra được sao? Huống hồ dù đã chết, anh ấy cũng không thể trả thù cô được. Nhưng tại sao anh ấy lại chết? Liễu Như Yên vẫn không tin. Tại sao cơ chứ? Ha ha, có lẽ là vì nghĩ đến cảnh tôi chết thảm khốc, nước mắt tôi trào ra ngoài tầm kiểm soát. Cách đây nửa năm, cô không phải đi sinh nhật Hứa thanh niên sao? Ngày hôm đó, chị Bạch gặp tai nạn xe hơi. Không, không thể nào. Cảm xúc đang tan vỡ, dần dần tan vỡ. Tôi không nhận được tin nhắn nào, tôi không nhận được tin anh ấy gặp tai nạn xe hơi. Bởi vì anh ấy gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Chị tôi cũng tức giận. Cuối cùng anh ấy gọi cho tôi. Anh ấy nói anh ấy sắp chết rồi, bảo tôi đừng buồn, đừng đến quấy rầy cô. Chị tôi che mặt. Ký ức đau buồn khiến chị khóc nấc. Liễu Như Yên hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn. Cô nhìn ngôi mộ của tôi, rồi nhìn chị tôi tan vỡ.
Tôi nhìn thấy cơ thể cô run rẩy. Run rẩy không kiểm soát được. Phải chăng là sợ người chết? Hay là nói, cô cũng có chút buồn vì cái chết của tôi? Cho đến giây phút cuối cùng, chị Bạch vẫn nghĩ đến cô. Sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nhưng cô thì sao? Cô đang làm gì? Đang hát chúc mừng sinh nhật cùng Hứa Thanh Niên. Chị tôi khóc nói. Cô ấy thực sự cố chấp vì tôi. Thật không đáng. Thực ra tôi không vĩ đại như vậy đâu. Có lẽ trước đây, tôi đã vô tư hy sinh vì Như Yên. Nhưng cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi cho chị tôi. Không phải sợ ảnh hưởng đến chị ấy, mà là thực sự không muốn liên quan gì đến cô ấy nữa. Tôi nhìn thấy Liễu Như Yên quỳ gối trước bia mộ của tôi. Phát ra tiếng động lớn trên nền đất cứng. Chị tôi ngẩng đầu nhìn Liễu Như Yên. Nhìn vẻ mặt đau khổ tột cùng của cô ấy. Nhưng trong mắt chỉ có vẻ mỉa mai. Vẻ mặt đó của cô là diễn cho ai xem? Người ta đã chết rồi, không thể nhìn thấy được nữa. Tôi có thể nhìn thấy, nhưng không có chút cảm giác nào cả. Bây giờ nhìn Liễu Như Yên, tôi thấy khó chịu mất. Tôi cảm thấy mình không thể siêu thoát được. Chính là cô ấy luôn làm ô nhiễm con đường của tôi. Liễu Như Yên điên cuồng cúi đầu trước mộ tôi, phát ra những tiếng động dữ dội. Đầu cô ấy chảy máu. Chị tôi lạnh lùng nhìn cô ấy ngẩng đầu lên. Tôi cũng hơi không muốn. Cô ấy muốn chết thì được, nhưng đừng quấy rầy cảnh tượng của tôi. Chị tôi vẫn không đi kéo cô ấy dậy. Tôi chỉ là một linh hồn, không thể làm gì được. Không biết trôi qua bao lâu, Liễu Như Yên đột nhiên dừng lại. Lúc dừng lại, cô ấy co ro thành một đống. Rồi vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Bây giờ mới biết đầu sẽ đau phải không? Đáng đời, đáng đời. Như Yên à, ban đầu tôi muốn tuân theo di nguyện của chị Bạch. Không đến quấy rầy cô nữa. Nhưng nếu cô muốn chuộc tội, tôi sẽ nói hết sự thật cho cô. Chị tôi lấy ra điện thoại của tôi. Đây là ghi chú trên điện thoại của chị Bạch. Ghi lại tất cả mọi chuyện giữa hai người. Và người bạn thân chị Bạch yêu quý nhất đã làm gì với anh ấy? Liễu Như Yên nhìn chị tôi một cách vô hồn, đôi mắt đỏ ngầu. Đây là vẻ mặt tôi chưa từng thấy. Tôi quằn quại, lơ lửng trước mặt chị tôi. Muốn ngăn cản hành động của chị tôi không muốn đưa điện thoại cho Liễu Như Yên. Không phải sợ cô ấy không đủ ăn năn, mà là không muốn nhận lấy sự hối hận của cô ấy. Đối với tôi, người này cũng như đã chết rồi vậy. Ồ không đúng. Người chết là tôi, nhưng tất cả những gì cô ấy đang làm với tôi bây giờ, tôi đều cảm thấy không quan trọng nữa. Tôi nhìn thấy Liễu Như Yên run run cầm lấy chiếc điện thoại rồi nắm chặt trong tay. Mật khẩu là ngày sinh của cô ấy. Liễu Như Yên ngồi thẳng người lại, rồi run lẩy bẩy hơn. Đôi mắt ngày càng đỏ hơn. Chị tôi đứng dậy bỏ đi. Đối với chị tôi, chị đã làm hết sức mình với Liễu Như Yên rồi. Và lý do chị có thể làm đến mức này, có lẽ là vì chị hiểu quá rõ. Tôi đã yêu Liễu Như Yên nhiều đến nhường nào. Chị không muốn tình yêu của tôi trôi qua một cách lặng lẽ. Trên đồng hoang núi rừng, gió thổi rất mạnh, thổi tôi, một linh hồn tan tác. Run lẩy bẩy, Liễu Như Yên quỳ trước mộ tôi rất lâu. Rất lâu, rất lâu, cuối cùng cô ấy cầm lấy điện thoại của tôi, nhập mật khẩu. Ngày sinh của cô ấy, màn hình mở ra, hình nên là ảnh cưới của chúng tôi. Liễu Như Yên cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi. Từ từ, cô ấy mở ghi chú của tôi. Tôi có viết nhật ký, trước đây tôi có thói quen viết nhật ký trên sổ tay. Sau này công nghệ tiến bộ hơn, điện thoại cũ không dùng được nữa. Chiếc điện thoại này tôi đã dùng 5 năm rồi. Tôi là người hay giữ đồ cũ, từ nhỏ đã vậy rồi. Nếu không thì đã không yêu say đắm Liễu Như Yên nhiều năm như vậy. Ngày X tháng X năm 2018, mua điện thoại mới, tốn một khoản lớn tiền để mua cùng loại với Liễu Như Yên. Hôm nay thật tuyệt vời. Ngày X tháng X năm 2018, tập đoàn Liễu sắp phá sản rồi, mọi người đều phải ra đi, nhưng tôi sẽ ở bên cô ấy cả đời. Miễn là cô ấy không đẩy tôi ra, cô ấy sẽ không đẩy tôi ra. Muốn tỏ tình với cô ấy quá. Ngày X tháng X năm 2018, Liễu Như Yên khen cháo tôi nấu ngon. Thật vui, không uổng công tôi thất bại nhiều lần. Cuối cùng đã thành công rồi. Ngày X tháng X năm 2018, say rượu thật khó chịu, nhưng nghĩ rằng tôi uống nhiều hơn một chút thì Liễu Như Yên sẽ uống ít hơn. Tôi không còn khó chịu nữa. Ngày X tháng X năm 2018, công ty phát hiện khoản thâm hụt 150 triệu. Tôi đi cùng Liễu Như Yên đến nhiều ngân hàng, nhưng không ngân hàng nào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Liễu Như Yên, cuối cùng tôi không nhịn được mà nói với chị tôi rằng chị đã lấy mất di sản của cha mẹ để lại cho chúng ta. Đó là tài sản mà cha mẹ đã dùng cả cuộc đời để lại cho tôi và chị. Tôi biết nó rất quan trọng, nhưng chị là người tốt nhất với tôi trên đời này, nên cuối cùng chị vẫn đưa tiền cho tôi. Ngày X tháng X năm 2019, Liễu Như Yên cuối cùng cũng giành được dự án. Tập đoàn Liễu cũng cuối cùng trở lại đúng quỹ đạo. Liễu Như Yên mang tôi đi chúc mừng. Chúng tôi uống rất nhiều rượu. Chúng ta ở bên nhau nhé. Ngày X tháng X năm 2019, hôm nay tôi gặp người bạn thân Hứa Thanh Niên của Liễu Như Yên. Cô ấy thật điển trai, phong thái lịch lãm, da trắng mịn màng. Chẳng biết làm sao nữa, tôi hơi ghen tị với cô ấy. Tôi cảm thấy Liễu Như Yên đối xử với anh ấy quá tốt. Ngày X tháng X năm 2019, hôm nay chúng tôi kết hôn rồi. Tôi rất vui. Nhưng đêm tân hôn, Liễu Như Yên lại đi đến nhà Hứa Thanh Niên. Cô ấy nói Hứa Thanh Niên say rượu, không tìm được đường về nhà. Cô ấy nói sẽ đưa Hứa Thanh Niên về rồi quay lại. Nhưng đêm đó cô ấy không về cả đêm. Tôi có nhận được tin nhắn và ảnh từ Hứa Thanh Niên gửi tới. Anh ta nói cho mượn vợ anh một đêm.
ngày mai sẽ trả lại. Giọng điệu rõ ràng là đang khoe khoang. Ngay ếch tháng X năm 2020, Liễu Như Yên dành nhiều thời gian hơn cho Hứa Thanh Niên. Chỉ cần Hứa Thanh Niên gọi điện thì cô ấy đều đi. Tôi phàn nàn với cô ấy, nhưng cô ấy nói tôi nghĩ nhiều quá. Cô ấy nói cô ấy và Hứa Thanh Niên đã ở bên nhau rồi. Đã ở bên nhau từ lâu rồi, không thể chờ đến bây giờ mới ở bên nhau. Dù rất tức giận, nhưng tôi vẫn tin cô ấy, tin rằng cô ấy sẽ không phản bội tôi. Ngay ếch tháng X năm 2021, tôi tưởng rằng tôi có thể tiếp tục chịu đựng Liễu Như Yên, tôi có thể tự lừa dối bản thân. Mỗi lần Liễu Như Yên ra ngoài đều tự an ủi mình rằng cô ấy chỉ đi gặp bạn bè thôi. Ai cũng có vòng xã giao của riêng mình. Nhưng Hứa Thanh Niên liên tục gửi cho tôi ảnh của anh ta và Liễu Như Yên. Anh ta nói, này chỉ Bạch, anh đừng bận tâm, tôi và Liễu Như Yên đã thân thiết từ nhỏ rồi. Giữa chúng tôi không có gì đâu. Loại tự nhận không có gì như vậy tính là gì? Có phải là đang khiêu khích không? Ngay ếch tháng ếch năm 2021, Liễu Như Yên có thai rồi. Khi biết tin này, tôi thực sự rất vui. Nhưng Liễu Như Yên lại nói với tôi, cô ấy tạm thời không muốn có con. Cô ấy nói công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng, cô ấy không thể dừng lại. Tôi thực sự rất buồn. Tôi thực sự muốn có một đứa con, kết tinh của tình yêu chúng tôi. Nhưng tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của Liễu Như Yên. Ngay ếch tháng ếch năm 2021, tôi không muốn viết nữa. Mục đích ban đầu tôi viết nhật ký là để ghi lại những điều vui vẻ, nhưng bây giờ dường như toàn là cảm xúc tiêu cực. Đúng rồi, tôi đã bắt đầu khởi nghiệp. Ngay ếch tháng ếch năm 2022, sau một năm trời vất vả, công ty tôi tự thành lập, cuối cùng cũng nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Giá trị không nhỏ, tôi thực sự rất vui. Không uổng công tôi làm việc ngày đêm. Bây giờ cuối cùng tôi cũng theo kịp Liễu Như Yên rồi. Tôi thực sự không muốn Liễu Như Yên bị người khác chế giễu nữa. Rằng cô ấy đang nuôi một gà trai, nhưng mà liệu Liễu Như Yên có quan tâm không? Mỗi lần bị bạn bè trêu chọc, cô ấy đều chỉ cười qua. Bởi vì không quan trọng nên không tức giận, phải không? Nhưng tôi vẫn muốn cùng cô ấy ăn mừng. Tôi thực sự muốn cho cô ấy thấy rằng tôi đã rất cố gắng vì tình yêu dành cho cô ấy. Rất cố gắng. Ghi chú của tôi kết thúc vào ngày hôm đó. Bởi vì sau ngày đó tôi đã chết. Tôi nhìn Liễu Như Yên, những giọt nước mắt to tướng rơi xuống màn hình điện thoại của tôi. Phải chăng là tự trách hay là hối hận? Nhưng có ích gì? Tôi thực sự không có cảm giác gì cả. Xin lỗi. Liễu Như Yên đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Cút đi, tôi hết sức gào lên nhưng vẫn không có tiếng. Tôi thực sự muốn nói với cô ấy, đừng giả vờ nữa. Tôi không chỉ không có cảm xúc với cô, mà còn chưa bao giờ muốn tha thứ cho cô. Tôi không biết ngày hôm đó cô khởi nghiệp thành công. Nếu biết được thì ngày hôm đó. Liễu Như Yên không nói nổi nữa. Có lẽ chính cô ấy cũng không biết, dù có chuyện gì lớn đến mấy. Liệu cô ấy có đi gặp Hứa Thanh Niên hay không? Dù sao Hứa Thanh Niên cũng rất quan trọng mà. Liễu Như Yên đau khổ ôm ngực mình. Có lẽ bệnh dạ dày của cô ấy tái phát. Cô ấy co ro nằm trước mộ tôi. Trời dần tối đi. Đột nhiên điện thoại của Liễu Như Yên rung lên. Cô ấy động đậy một chút, rồi lại không động đậy nữa. Tôi tưởng cô ấy cũng chết rồi chứ. Cô ấy lấy điện thoại ra, là Hứa Thanh Niên gọi tới. Cô ấy nghe máy. Em Yên, em đang ở đâu vậy? Anh bị cảm sốt rồi, toàn thân không có chút sức lực nào. Em có thể đến một lúc không? Vọng lại là giọng nói yếu ớt của Hứa Thanh Niên. Liễu Như Yên đồng ý ngay lập tức, khiến tôi lại phải cười. Dưới làn gió chiều, tôi cười rung cả cánh cây. Đây là cách cô ấy sám hối sao? Thật khó tin được. Như đã nói ở tập trước, Liễu Như Yên ban đầu nằm bất động trên mặt đất. Sau khi nghe điện thoại của Hứa Thanh Niên, cô ấy đứng dậy khỏi mặt đất. Dường như bụng cũng không đau nữa, cả người cũng bình tĩnh trở lại. Cô ấy lái xe thẳng đến nhà Hứa Thanh Niên. Cửa mở ra, Hứa Thanh Niên hiện ra trước mặt cô ấy với vẻ mệt mỏi. Em Yên, cuối cùng em cũng đến rồi. Anh cảm thấy mình sắp chết rồi. Nói xong, cố tình dựa vào người Liễu Như Yên. Liễu Như Yên tránh ra, đi thẳng vào trong. Sáng nay anh còn khỏe mà, tôi không thấy anh có vẻ gì là bệnh cả. Có lẽ là bị cảm đột ngột thôi. Tôi cũng nghe nói, đôi khi tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến cơ thể, khiến cơ thể có triệu chứng như bị cảm lạnh vậy. Tôi muốn nói với Liễu Như Yên rằng, hôm nay tâm trạng của anh ta không tốt, anh ta muốn cô ấy đồng hành cùng anh ta. Em Yên, qua đây nào, anh đã nấu cháo cho em rồi. Em không phải đang đau bụng sao? Anh nghe nói cháo có thể giúp dưỡng dạ đấy. Hứa Thanh Niên nói một cách xu nịnh. Hứa Thanh Niên kéo Liễu Như Yên ngồi vào bàn ăn nhà anh ta, rồi múc ra một bát cháo. Em thử cháo do chính anh nấu xem nào. Hứa Thanh Niên đầy vẻ mong đợi, nhưng đột nhiên dừng lại. Em Yên, chán em bị sao vậy? Sao nó sưng lên vậy? Còn chảy máu nữa. Bây giờ mới phát hiện à? Liễu Như Yên hỏi một cách mỉa mai. Ban nãy ánh sáng tối quá, em bị sao vậy? Không có gì. Cô ấy cầm bát cháo lên ăn một muỗng. Sau khi ăn vào, gương mặt cô không có chút biểu cảm nào, hoàn toàn không thể đoán được vị cháo ra sao. Ngon không? Hứa Thanh Niên đầy vẻ mong đợi. Anh có nếm thử không? Không, nếu không có muối thì làm sao cho em ăn được? Thật à? Ha ha. Không ngon à? Hứa Thanh Niên dường như cũng không nhận ra Liễu Như Yên hôm nay có gì đó kỳ lạ, vội vàng tự mình ăn một muỗng. Vừa ăn vào, anh ta suýt phải nhả ra. Anh ta khóc lóc nói, anh thật ngu ngốc, lẫn muối với bột ngọt rồi. Anh không biết nấu ăn, nhưng muốn làm bất ngờ cho em. Thật là vụng về quá. Ai lại biết nấu ăn ngay từ khi mới sinh ra chứ? Liễu Như Yên hỏi. Còn Hứa Thanh Niên thì tự hỏi bản thân,
em giận anh à? Cháo do chị Bạch nấu luôn luôn vừa đủ ăn. Liễu Như Yên nói, rồi lẩm bẩm tự nói, chắc hẳn mỗi lần anh ấy cho tôi ăn đều phải nếm thử rất nhiều lần. Nghe Liễu Như Yên nhắc đến tôi, sắc mặt Hứa Thanh Niên rõ ràng không vui. Em Yên, em bị sao vậy? Anh cảm thấy em có vẻ kỳ lạ lắm. Em trước đây không bao giờ so sánh anh với chị Bạch cả. Em biết rõ từ nhỏ anh chưa từng phải chịu khổ đâu. Làm sao mà giống chị Bạch được? Anh ấy mồ côi từ nhỏ mà. Hôm nay anh bị bệnh mà còn nấu cháo cho em. Em có cảm động chút nào không? Hứa Thanh Niên nói một cách đau khổ, nhưng ánh mắt Liễu Như Yên nhìn anh ta ngày càng xa lạ. Đúng, chị Bạch không có cha mẹ. Nhưng tôi lại không đối xử tốt với anh ấy. Anh ấy đã nấu cháo cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi chưa một lần cảm ơn anh ấy. Em Yên, em bị sao vậy? Em có cãi nhau gì với chị Bạch không? Có phải chị Bạch đe dọa em không? Em có thích anh không? Hứa Thanh Niên ngạc nhiên, có vẻ bất ngờ. Không ngờ Liễu Như Yên lại đột nhiên hỏi anh ta như vậy. Nửa năm qua tôi theo sát Liễu Như Yên, cũng không nghe cô ấy chủ động nhắc đến chuyện tình cảm giữa hai người. Bây giờ tôi đã chết rồi, cuối cùng không còn gì phải lo lắng nữa. Quyết định bước qua bước cuối cùng rồi. Tôi nhìn thấy Hứa Thanh Niên có vẻ phấn khích. Anh ta nói, em Yên à, sau bao nhiêu năm anh tưởng em đã biết tình cảm của anh dành cho em rồi. Vậy là em thích anh đúng không? Thích, anh luôn rất thích em. Nếu không, sao anh lại quan tâm đến em như vậy chứ? Nghe nói em đau bụng, anh đã học cách nấu cháo cho em. Tuy nấu không ngon lắm, nhưng nếu anh không thích em, anh đã không bán nhà bán xe để giúp em. Vì thích em, nên anh đã cố gắng hết sức phá hoại tình cảm của em và chị Bạch. Thật à, ha ha. Anh không có đâu. Anh luôn tôn trọng tình cảm của em và chị Bạch, nên không bao giờ vượt quá giới hạn cả. Hứa Thanh Niên giải thích một cách hốt hoảng. Hay là chị Bạch cố ý nói gì đó với em, khiến em bắt đầu không tin anh nữa? Em nói anh bán nhà bán xe để giúp em, vậy em còn nhớ anh chuyển tiền cho em vào ngày nào không? Chuyện cách đây lâu như vậy, làm sao anh nhớ được số tiền cụ thể? Hơn 1 triệu đấy. Hứa Thanh Niên lờ đãng nhìn đi chỗ khác. Lúc đó anh đã đưa hết số tiền cho em mà. Hứa Thanh Niên hoảng sợ la lên. Bởi vì lúc này Liễu Như Yên đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, tay cầm một con dao dài sáng loáng, chĩa thẳng vào ngực Hứa Thanh Niên. Anh vẫn còn lừa tôi à? Anh không lừa em. Liễu Như Yên, em đừng nóng vội, hãy bình tĩnh lại đi. Rõ ràng Hứa Thanh Niên đã hốt hoảng. Số tiền 150 triệu cứu trợ khẩn cấp năm đó, anh đã đưa trực tiếp cho tôi. Liễu Như Yên nghiến răng nói, con dao dài trong tay cô run lên, lơ lửng trước ngực. Hứa Thanh Niên, em đừng làm vậy. Liễu Như Yên, Hứa Thanh Niên hoảng sợ tái mặt, tay anh ta loay hoay trên bàn ăn, rồi chụp lấy bát cháo Liễu Như Yên vừa ăn. Không chút do dự, anh ta ném bát cháo trúng đầu Liễu Như Yên. Liễu Như Yên giật mình một cái. Hứa Thanh Niên nhân cơ hội rời khỏi trước mặt cô. Đầu Liễu Như Yên đầy máu. Nhưng ngay sau đó, Liễu Như Yên hung hăng đâm con dao vào lưng Hứa Thanh Niên. Hứa Thanh Niên đau đến mất kiểm soát, cả người ngã xuống đất. Liễu Như Yên, em điên rồi à? Đôi mắt Liễu Như Yên đỏ ngầu, ánh mắt đầy vẻ máu me dữ tợn. Giọng run run cô hỏi anh ta, tại sao anh lại lừa tôi? Tại sao? Vì anh thích em nên mới làm như vậy. Hứa Thanh Niên thú nhận, có lẽ anh ta cũng biết không thể lừa được tôi nữa. Chỉ là đi du học nước ngoài 2 năm thôi mà, em đã ở bên chị Bạch rồi. Rõ ràng chúng ta mới là một đôi, anh ấy không xứng với em. Người không xứng với tôi là anh, Liễu Như Yên nói một cách hung hăng. 2 năm khó khăn nhất của tôi, tại sao anh phải đi du học nước ngoài? Phải chăng vì sợ tôi liên lụy đến anh? Hứa Thanh Niên không tìm được lý do để phản bác. Từ trên không, tôi nhìn cuộc tranh cãi của họ, chỉ cảm thấy buồn cười. Sau bao nhiêu năm, người thông minh như Liễu Như Yên cuối cùng cũng chịu nhìn rõ Hứa Thanh Niên là một người như thế nào rồi. Anh ta thật đáng chết. Đừng làm liều, Liễu Như Yên giết người sẽ phải trả giá. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Hứa Thanh Niên định lấy điện thoại ra gọi. Liễu Như Yên không hề do dự, cô đâm mạnh con dao dài vào tay Hứa Thanh Niên. Hứa Thanh Niên đau đến ngạt thở, điện thoại cũng rơi xuống. Ngay sau đó, Liễu Như Yên đứng trước mặt anh ta, hung hăng giơ con dao trong tay lên, nhắm thẳng vào ngực anh ta. Đừng giết tôi. Xin lỗi, tôi không nên lừa em như vậy. Tôi cũng không nên phá hoại tình cảm của em và chị Bạch. Hứa Thanh Niên thực sự hoảng sợ, bắt đầu van xin. Tha cho tôi đi, Liễu Như Yên, tha cho tôi đi. Tôi sẽ đi xin lỗi chị Bạch, được không? Tôi sẽ xin lỗi. Xin lỗi. Gương mặt Liễu Như Yên trở nên tàn nhẫn hơn. Chị Bạch đã chết rồi, anh đi xin lỗi ai? Hứa Thanh Niên ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm. Chị Bạch chết rồi à? Hứa Thanh Niên kinh ngạc, vì anh chết rồi. Đã chết nửa năm rồi. Liễu Như Yên gầm lên với anh ta, anh muốn xin lỗi anh ấy thì mau đi xuống xin lỗi anh ấy đi. Không, là tôi gây ra cái chết của anh ấy. Không phải tôi giết anh ấy. Hứa Thanh Niên, một gã đàn ông lớn tuổi, khóc nức nở. Tôi nhớ lại lần Liễu Như Yên bị hạ đường huyết đột ngột ngất xỉu. Khi tỉnh lại, tôi không nhịn được phải khóc một cái, khiến Liễu Như Yên cười nhạo tôi không đủ đàn ông. Không biết lúc này nhìn thấy Hứa Thanh Niên ra dạng này, Liễu Như Yên sẽ nghĩ gì? Ngày sinh nhật của anh bắt buộc tôi phải đi cùng anh. Chị Bạch cãi nhau với tôi, rồi gặp tai nạn xe hơi khi ra về. Nếu không có anh, chị Bạch đã không chết. Sao lại đổ lỗi cho tôi được? Chính anh ấy tự đến mà.
Chị Bạch chết cũng là lỗi của anh ta gây ra, có liên quan gì đến tôi? Hứa Thanh Niên nói một cách tàn vỡ. Đúng, cái chết của chị Bạch cũng là lỗi của tôi. Vậy chúng ta cùng chết đi, để chuộc tội với anh ấy. Liễu Như Yên nói từng tiếng một. Cô không còn do dự nữa, con dao sắc bén trong tay chĩa thẳng vào vị trí tim của Hứa Thanh Niên. Tôi chỉ lơ lửng trên không nhìn xuống. Liệu cô ấy có vui không? Cũng không hoàn toàn không vui. Trả thù luôn có phần oanh liệt, nhưng cũng không thể nói là rất vui. Dù sao tôi đã chết rồi, dù họ gặp số phận gì đi nữa cũng không thể đổi lại sinh mạng của tôi. Cứ coi như xem vở kịch vậy, nhưng cuối cùng vở kịch cũng không được trọn vẹn lắm. Bởi vì trong giây phút cuối cùng, Hứa Thanh Niên vừa lấy quyển sách bên cạnh đập cho Liễu Như Yên ngất đi, rồi gọi cảnh sát. Sau đó Liễu Như Yên bị kết án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Ngày Liễu Như Yên vào tù, linh hồn tôi đột nhiên có thể rời khỏi cô ấy. Tôi bắt đầu lang thang khắp nơi. Tôi đi gặp chị tôi, cuối cùng chị tôi cũng tìm được nơi đầu về. Tôi nhìn thấy chị kết hôn, nhìn thấy chị mang thai, nhìn thấy chị dần vượt qua bóng đêm của cái chết tôi. 3 năm trôi qua, linh hồn tôi vẫn lang thang khắp nơi, nhưng ngày càng yếu đi. Ngày đó tôi nhìn thấy một người có vẻ quen nhưng tôi không thể nhớ ra. Cô ta tóc ngắn, vừa ra khỏi nhà tù. Sau khi ra tù, cô ta đến nghĩa trang của tôi. Lạ thật, tại sao cô ta lại đến đây? Tôi nhìn thấy cô ta ngồi xổm trước bia mộ của tôi, nhưng ngón tay gầy guộc, từ từ vuốt ve bức ảnh trên bia mộ. Cô ta nói: "Chị Bạch, xin lỗi. Tên tôi có phải là chị Bạch không? Tôi hối hận lắm rồi, thực sự rất hối hận." Tôi nhìn thấy đôi mắt cô ta đầy nỗi đau, như đang xé lòng tàn nát. "Tôi yêu anh, luôn luôn yêu anh. Tôi và Hứa Thanh Niên, tôi thừa nhận trước đây tôi có tình cảm với anh ta. Nhưng sau khi gặp anh, tôi chỉ yêu mình anh thôi. Sự đồng hành bên cạnh không rời của anh suốt nhiều năm, tôi thực sự không phải là không nhìn thấy. Với Hứa Thanh Niên, tôi chỉ còn tình cảm đền ơn. Tôi nghĩ anh ta đã không tiếc thứ gì để giúp tôi, nên tôi muốn đối xử tốt với anh ta một chút, để bù đắp lỗi lầm với anh ta. Tôi cũng luôn nghĩ rằng, sau khi kết hôn với anh, tôi đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Tôi không cần phải có bất cứ thiếu sót nào với anh nữa. Tôi thậm chí còn tự nhiên hưởng thụ tình cảm anh dành cho tôi. Sau khi quen với sự hy sinh vô điều kiện của anh, tôi đã quên mất rằng anh cũng có tình cảm. Anh cũng sẽ buồn vì sự lãng quên của tôi. Nói đến đây, cô ta khóc, rồi dùng tay ôm chặt vùng ngực, dường như đau đớn xé ruột. Rất lâu sau đó, cô ta tự nhận mình một cách trào phúng, nói những điều này bây giờ còn có ích gì nữa. Anh đã chết rồi, đã chết mất rồi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Chị Bạch, em thật sự rất nhớ anh. Cô ta khóc rất lâu trước bia mộ của tôi. Cuối cùng khi ra về, cô ta nói một câu: "Tôi sẽ sớm đến bên anh thôi." Tôi không hiểu ý cô ta, nhưng vẫn theo sau cô ta một cách vô thức. Tôi nhìn thấy cô ta lái một chiếc xe, đậu bên đường một ngày lẫn một ngày. Rồi đột nhiên một ngày, cô ta nhấn ga, xe phóng ầm ầm ra đường. Một ngày trôi qua, bất ngờ cô ta nhấn ga tông thẳng vào một người đàn ông. Kẹt một cái, người đàn ông kia bị tông bay ra xa vài mét, cơ thể văng ra ngoài, mặt mũi mèo mó, máu chảy không ngừng. Chiếc xe của cô ta cũng đâm mạnh vào lan can bên đường, cả đầu xe đều biến dạng. Tôi rõ ràng là một linh hồn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng ấy vẫn sợ hãi, nên tôi không nghĩ ngợi gì nữa, quay lưng bỏ đi mất. Nhưng ngay lúc rời đi, tôi nghe có người gọi tên tôi: "Chị Bạch, chị Bạch, có phải anh không? Anh vẫn luôn ở bên cạnh em phải không?" Tôi hoảng sợ lắm, tôi cảm thấy người đang đuổi theo mình rất đáng sợ. Tôi lơ lửng bay đi, ý thức ngày càng mơ hồ, linh hồn cũng ngày càng tàn rã. Tôi biết mình sắp rời khỏi thế giới này, rời khỏi vĩnh viễn rồi. Ngay lúc linh hồn tan biến, trong phòng sinh của một bệnh viện, vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh.